Rồi chúng ta bắt đầu xét đấu thứ nhất của trận cung đài thứ 3, lô đài kỳ 63. Với tay vợt cung đài Lê Thanh Tùng và đại chủ Phạm Đức Huy. Xét thứ 1 bắt đầu. Bình tĩnh, cho tôi. Hai một. Một ba. Hai ba. Ba đều. Ở đây là sẽ là trận chiến giao banh kinh điển. Bốn ba. Bốn đều. Năm bốn. Bốn sáu. Kỳ sôi động. Và 12-10 các set đầu tiên. Tỷ số tạm thời 1-0 nghiêng về đại chủ Phạm Đức Huy.